Hi guys, welcome back to my channel. Today in this video, I will show you how to fix a flower brought by yourself at home easily. Now, let's see. Cùng khám phá một hộp hoa cài áo khi mà bạn nhận được từ nhà nội handmade nha các bạn nhé. Một chiếc nơ rất là xinh xắn như thế này ạ. Và sau đó là mình sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. Trên đây có hướng dẫn cách các bạn sử dụng ghim cài bằng châm như thế nào và cài ghim băng như thế nào. Cùng xem bên trong hộp hoa cài áo này có những gì nhé các bạn nhé. Một bông hoa rất xinh xắn và kèm theo đó là một chiếc chốt dự phòng. Tuy nhiên là rất là nhiều khách hàng khi mà cầm bông hoa này thì đã không biết tháo ra chỗ nào để cài và cài như thế nào. Có thể các chị bỏ qua hoặc là chưa để ý kỹ đến cái hướng dẫn sử dụng của nhà đỗ. Và rất là nhiều chị bị gặp vấn đề đó là mình không biết là phải tháo cái chốt này ra để cài và mình lại làm bong mất cái mình giật rất mạnh và tác động vào cái phần tác và đáy châm cài này và cái châm cài này nó bị bong ra bom và chiếc châm cài đã bị bong ra như thế này. Và ở nhà đỗ thì bên mình có nhận sửa châm cài áo hoàn toàn miễn phí, không chỉ là những khách hàng của mình mà cả những khách hàng mua cài áo chỗ khác, nhưng mà những cái vấn đề về việc bong keo như này mình cũng khắc phục miễn phí cho khách hàng, hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên khách hàng sẽ phải mang châm cài đến tiệm của mình và mình sẽ sửa giúp khách hàng. Bởi vậy mà nó cũng khá là bất tiện nếu mà không những khách hàng ở xa, nên là trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các chị em cách để tự mình có thể sửa hoa cài áo ở nhà mà không cần các dụng cụ làm hoa hay là cái gì quá phức tạp. Khi mà mình gặp vấn đề bong keo, bong chóc keo với sản phẩm như thế này thì mình phải sửa như thế nào. Vậy là chúng mình sẽ cùng học cách tự sửa châm cài áo ở nhà các bạn nhé. Như vậy vừa có thể tiết kiệm chi phí và vừa không bị bỏ phí một cái bông hoa rất là xinh xắn như thế này ạ. Dụng cụ để tự sửa hoa cài áo ở nhà thì cực kỳ đơn giản và mình nghĩ là nhà bạn nào cũng có. Đó là bạn chỉ cần một chiếc bật lửa như thế này thôi ạ. Khi mà cái bộ phận nó bị bong ra khỏi bông hoa, các bạn quan sát thấy là nó sẽ vẫn còn dính lại những cái phần keo như thế này. Có thể là nó sẽ dính theo một chút lông của cái đế dạ này thì không sao nhé các bạn nhé, nó sẽ lấm tấm đen thôi, nhưng mà bản chất nó vẫn có những cái keo dính như thế này. Thì bây giờ để dán trở lại với bông hoa thì mình chỉ cần một cái thao tác rất là đơn giản, đó là mình hơ nóng toàn bộ những cái phần mà có keo này, làm cho cái phần keo này nóng và chảy ra. Sau đó mình sẽ đặt lại vào vị trí cũ và niết lại như thế này. Mình sẽ thực hành cho các bạn nhé. Các bạn nên dùng một cái bật lửa có độ lửa vừa phải thôi, vì nếu mà lửa quá to thì keo nó chảy ra, đồng thời cái này nó cũng lại bị cháy mất. Nên mình dùng cái bật lửa như thế này. Đây các bạn nhìn này. Đó, lửa nó vừa phải như này. Mình sẽ hơ vào toàn bộ cái bề mặt. Mà bình thường trước khi gắn châm cài bên mình có phết keo ấy, thì các bạn nhìn thấy có keo, chỗ nào có keo thì các bạn hơ cho nó nóng ra. Như vậy nó đã nóng ra, keo nó nóng ra, nó chuyển thành màu trong suốt rồi ạ. Thì các bạn dán lại vào vị trí cũ như thế này. Châm cài thì sẽ được dán ở chính giữa của cái đế dạ để đảm bảo cho bông hoa cài áo cân và không bị lệch khi cài lên áo. Sau khi đặt cái châm cài và cái đế dạ vào rồi thì bạn dùng tay bạn miết tất cả các phần tác bằng vải, cái tác handmade, nhà đỗ handmade này, và cái phần châm cài để cho nó dính chặt vào bông hoa nhất có thể. Đó, vậy là bây giờ bông hoa của bạn đã đẹp như mới rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tự làm điều này ở nhà nhé các bạn nhé. Một chiếc bật lửa, chỉ với một chiếc bật lửa thôi và các bạn sẽ lại có một bông hoa xinh đẹp như vậy và không mất công phải ship đi ship lại nữa ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nếu mà cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì về hoa cài áo thì hãy để lại bình luận hoặc là liên lạc với cả nhà đỗ handmade nhé. Bên mình luôn trân trọng những sản phẩm thủ công như thế này và sẵn sàng hỗ trợ các bạn sửa bất kỳ các sản phẩm nào mà các bạn yêu quý mà không may bị gặp vấn đề trục trặc gì đấy về như là bong chóc keo chẳng hạn. Thì hãy liên lạc với cả nhà đỗ handmade nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Don't forget to subscribe and see you in the next video. Thank you and bye bye.